Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Mèo Pèo. Hôm nay lượn lờ trên thư viện mini về phần map parkour thì có thấy một con map ảnh bìa. Mình thấy cái ảnh bìa nhìn khá là bắt mắt luôn. Ở đây mình thấy là có cái hình như kiểu như là cây kiếm khổng lồ à nhở, trông giống cái kiếm siêu to khổng lồ các bạn ạ. Map này thì có tên là parkour màu trắng của bạn Dora, ID là 9496663 nhá. Ủa, ID cũng đẹp phết rồi, 9496663 nghe cũng đẹp đấy các bạn ạ. Map này thì có hai người mới có hai người đề cử thôi. Map được xây cập nhật lần nhất là ngày 24/4 này. Vì lười quá nên map chỉ có màu trắng và ít trang trí. Ui, nhìn thế này là cũng hơn khối map rồi các bạn, trông quả kiếm khổng lồ như này cơ mà. Thì hôm nay là mình sẽ thử chơi map parkour màu trắng dùng skin mèo trắng luôn các bạn ơi. Để mình chỉnh lại cái skin mèo trắng em nào. Ở đây, hôm trước có đang dùng cái skin mèo hồng đây, bây giờ đổi hết qua màu trắng. Thực ra thì đổi qua màu trắng thì dễ thôi, đổi qua màu trắng lại kéo hết lên. Đấy, kéo hết lên thì thành màu trắng, cực kỳ đơn giản. Chỉnh màu trắng và màu đen là dễ nhất. Muốn chỉnh màu đen thì kéo hết xuống, muốn chỉnh màu trắng thì kéo hết lên. Đó, hai cái màu trắng đen là dễ chỉnh nhất các bạn ạ. Cứ kéo hết lên trắng như ngọc tring luôn. Đấy, em thấy chơi đeo khẩu trang không nhở? Đeo khẩu trang trắng luôn chứ gì nữa. Ở đây, khẩu trang này đi cho to này. Đấy, full màu trắng luôn. Ok chưa? Cái này thích trắng hết không nhở? Ủa, trắng này thì nhìn nó hơi kỳ, thôi trắng hết luôn đi. Đã trắng là cho trắng hết luôn các bạn ạ. Đâu rồi? Màu trắng này, trắng này, trắng như ngọc tring luôn nhá. Ghê chưa? Thôi, đợt trước thì mình có làm một cái video về mèo trắng ngọc trinh này rồi. Nhưng mà bây giờ lấy cái con này để parkour màu trắng cho nó hợp. Mắt đây là parkour màu trắng mà, thì mình dùng luôn các bạn ạ. Ủa, nhưng mà mỗi tự cái mắt này, đấy, cái mắt này nó vẫn là màu xanh cơ, không chỉnh ở cái mắt các bạn ạ. Thế mới cay cú chứ. Ui, ok, chỉnh cái đàn guitar màu trắng luôn này. Đàn guitar màu trắng. Không nhìn được cái đàn đâu luôn các bạn ơi. Ok luôn. Dấu chân à, có dấu chân trắng luôn, mình nhớ có đấy. Không, ở đây, đây có mà. Đó, mình nhớ có dấu chân màu trắng mà. Rồi, xong. Vậy là chúng ta đã có skin mèo trắng các bạn ơi. Trắng từ đầu đến đít luôn. Úi trời ơi, ok. Xong rồi nhá. Rồi, bây giờ thì đây. Vì lười quá nên map chỉ có màu trắng và ít trang trí, hơi nhạt nhẽo, xin lỗi nha. ID là 9496663 các bạn nhá. Ok, trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ với chuyện bè và đừng quên nhấn đăng ký cho đăng ký ủng hộ Mèo Pèo các bạn nhá. Và đừng quý Mèo Pèo thì đừng quên bỏ ra vài giây xem quảng cáo ủng hộ Mèo Pèo bằng gói mì tôm các bạn nhá. Rồi, bây giờ thì chuyển thôi. Bỏ gà nhỉ? Mình có ăn gà bao giờ đâu. Ok. Ủa, map này có quyển dịch chuyển các kiểu luôn này. Ủa, nhìn cũng được rồi chứ. Trang trí ở đây cái kiếm ở đó, bạn chủ map đưa cả cái kiếm này. Ui, có khi nào bám hai tường lên nhỉ? Là bị chặn rồi nè. Đã để mà bám hai tường lên thì bá quá. Ok. Rồi, đi thử em nào. Đường nào nhỉ? Đây. Parkour toàn màu trắng luôn các bạn ạ. Được đấy, để mình bỏ xin đi chưa nhỉ? Hiện tại bỏ rồi nhá. Hiện tại đang bỏ xin đi rồi các bạn. Ôi, chuyển thôi. Lên. Map này nhìn cũng được mà, nói chung là mình cũng khá thích màu trắng. Màu đen và màu trắng là hai màu mình cũng khá là thích. Màu xanh biển mình cũng thích nữa. Thực ra ấy, quần áo ấy, nói về quần áo ấy thì đa phần là trong tủ đồ của mình là toàn quần áo trắng và quần áo đen thôi. Chứ quần áo màu xanh thì cũng gần như là không có đâu. Bởi vì mặc quần áo màu xanh biển trông nó cứ thế nào ấy các bạn ạ. Màu quần áo màu trắng này, quần áo màu đen là nhiều nhất luôn đấy, kiểu hai màu cơ bản mà. Chắc là ai cũng thế thôi, chắc là tủ đồ của ai cũng vậy. Hai màu cơ bản là đen và trắng thì ai mặc cũng hợp, ai mặc cũng được hết. Kiểu như là mặc kiểu gì trông cũng hợp à. Nhưng mà hai màu đấy kiểu dễ phối đồ ấy, để kiến thức cơ bản về thời trang ấy Mèo Pèo học lỏm được từ mấy anh YouTube trên mạng thôi. Ủa ơi, lâu lắm rồi không bám hai tường này, hơi căng này. Để thử em nào. Ôi dồi ôi, có một màu mà trong tủ đá mình không bao giờ có. Thực ra cũng có nhưng mà kiểu màu nhạt nhạt thôi. Màu nó hơi nhạt một chút, lâu lắm rồi không bám hai tường ấy nhở. Thử em nào. Đã thế tôi chơi kiểu này luôn nhá. Hey, 1, 2, 3. Ui, thôi. Đang bị ăn ra nhưng mà chặn đầu rồi các bạn ạ. Chặn đầu rồi, chủ mắt chặn đầu rồi. Phải bỏ qua đi. Có màu xanh lá cây ấy là trong tủ đồ của mình gần như là không có màu xanh lá cây mấy đâu. Chỉ có màu xanh rêu thì có rồi, còn kiểu màu xanh lá cây xanh chóe, màu xanh kiểu xanh nó kiểu đậm hẳn nữa đấy. Kiểu màu xanh này. Kiểu màu xanh lá cây mà giống như màu kiểu có khủng long rồi này đó, hay là màu kiểu xanh lá cây nó bóng hẳn ấy thì mình không có đâu. Chỉ có xanh rêu thì có thôi. Ủa sao chỗ này khó phết nhở? Úi rồi, chỗ này là xa phết này, cái chỗ này là phải ăn gà hay sao ấy các bạn ạ. Ui, úi rồi, được, úi rồi, bám tường nữa. Ui,
Ui chú, chú này, chú này căng phết được. Ủa, ông nào mà chơi PS được hơi mệt đấy. Phải nhảy này. Đó, phải nhảy tức nữa này. Ý dồi, khó đấy, khó đấy. Map này làm cho là hơi khoai đấy. Lên. Ui dồi, thôi, căng căng phết nhờ. Kiểu này phải ăn gà rồi các bạn ơi. Kiểu này là phải ăn gà luôn đấy, chứ không làm sao mà qua được đấy. Không đủ đào này. Lấy đà hết cỡ không đủ này, lại nè. Ơi. Lên, đủ không? Ui. Đủ đà xong rồi chết vì mất máu các bạn, cay thực sự chứ. Ok. Nào, hay. Ý dồi ôi, không đủ đà thôi ăn gà thôi các bạn ơi. Chịu, chỗ này chủ map làm hơi căng này. Chỗ này chủ map làm hơi bị căng luôn này. Đấy, chỗ này làm căng quá. Ok, bỏ gái này. Đoạn đầu căng quá, sao chơi. Ông này chỗ đồ phải bằng Cindy level 2 nhảy đấy, phải mười mấy ô hay sao ấy. Căng phết đấy các bạn ạ. Chỗ đấy là nhảy hết đào còn phải bám tường cơ, mệt đấy. Chỗ đấy là khó đấy nhá. Chủ map chỗ đấy chắc phải ăn gà, phải ghi biển cảnh báo vào. Chỗ này khó, bạn nào không biết nhảy thì hãy ăn gà đó. Ok chưa? Ui, sao? Cái điểm hồi sinh để hơi xa nhở. Cái này ấy, thực ra ấy là muốn tiện dụng cho người chơi ấy. Kiểu người ta đang nhảy đây ông thì bạn để ở giữa là được rồi, thế thì bắt người ta đi bộ tí ra bên này đó. Một cái điểm nhỏ thôi nhưng mà khiến cho người chơi cảm thấy thích thú hơn đấy, những cái chi tiết kiểu nhỏ nhặt thế thôi là khiến cho trải nghiệm người dùng cảm giác nó hay hơn đó. Anh em nào mà làm marketing các thứ ấy, là phải quan tâm đến những cái chi tiết nhỏ nhỏ này, làm sao khách hàng phải quan tâm những cái chi tiết nhỏ đấy kìa. Nhưng mà dùng sản phẩm của chúng ta phải cảm thấy thích thú hiểu chưa. Làm map cũng thế thôi đó. Làm map cũng gọi là sản phẩm đấy. Map là một cái sản phẩm của mình đấy, mình làm ra map thì nó là sản phẩm của mình đấy. Mình phải là để ý những chi tiết nhỏ nhỏ thế cũng đôi khi là cũng quan trọng đấy. Kiểu như là để cái điểm hồi sinh nào nó tiện ấy, người ta nhảy phát ra bấm được ngay, người ta cảm thấy thích hơn đó, thay vì bắt người ta đi bộ tít ra đằng kia. Ủa, huệ, lên, lên, ó, thay vì thế có thể để ngay giữa này thì người ta chỉ cần đúng không, đang đà nhảy không, đang đà nhảy, nhảy phát bấm hồi sinh luôn, đấy, nó tiện hơn không, cảm giác người ta chơi người ta thích hơn, đó, đấy là một cái điểm nhỏ, hey, lên, đó thấy không, hơi xa không đấy, điểm hồi sinh hơi xa mà không sao, cái này chung được đấy, gọi điểm nhỏ thôi, sửa được không được thì thôi cũng chả sao mà đấy, thấy không, lên map này được cái cũng được, mặc dù map này chỉ có một trắng thôi nhưng mà cũng ok ấy, nhìn kiểu bố cục cũng được, kiểu cái ô được cái bạn này cũng chịu khó là chỉnh cái ô bắc cua, chứ bình thường vài bạn ý cái ô bắc cua này cứ để thẳng tắp à, đường ngang, bạn này còn chỉnh đường vân này, hình tia sét à, xong rồi hình các kiểu hình thù à, đấy nhìn cũng ok phết đấy, hình gì ấy, hình cây cung à, đấy giống hình cây cung này. Được cái chủ map cũng chịu khó, mặc dù chỉ có màu trắng nhưng mà chịu khó xây hình đấy là được rồi đấy, mặc dù chỉ có màu trắng thôi nhưng mà cũng được, chịu khó xây cái hình thù là cũng đỡ nhàm chán hơn các bạn ạ. À, ok đấy, lên ủa sao ta tự cho cái giếng chữ gì nhỉ, thắc mắc. Hey, lên map này thực ra không khó đâu. Mà chỉ mắt là bảo dễ thì không dễ nhá. Nếu mà nói kiểu dễ mà dành cho bạn nào mà mới tập chơi ấy, thì mình nghĩ là nó không dễ lắm đâu. Mắt này chỉ dành cho trung bình thôi. Ông nào phải biết bắt cua tí thì chơi được. Chứ bạn nào mà mới bắt cua vào mắt này cũng mệt đấy nhá. Mới bắt cua mà vào đây là cũng hơi toang đấy, cũng ba ô các kiểu này, cũng nhiều ba ô phết đấy. Có đoạn còn phải nhảy xa phết cơ. Ông nào mà mới bắt cua ấy là xác định ăn gà nhá. Đấy, ba ô này úi rồi. Ba ô là phải nhảy sát chỗ này cơ nhá. Nếu không thì để đây ba ô dưới sao ấy. Đây, để từ đây này, đấy từ đây ba ô này. Hey, đó, ui. Chỗ này là 4 ô sao chứ, chỗ này 4 ô gì nữa nhờ. Ôi, chỗ này 4 ô gì. Ôi, đi lên này ơi. Ủa, ôi cái đoạn cuối là 4 ô không. Từ các bạn ơi. Ôi cái đoạn cuối là 4 ô mà, đúng không nhờ. Ủa, ôi cái đoạn cuối là 4 ô đấy. Các bạn ơi, cái này là 4 ô gì nữa. Chết giờ. 4 ô sao chơi, ăn gà thôi, chết rồi. Chứ để ăn gà các bạn ơi, chịu. 4 ô mình không thực ra nhảy được nhưng mà nhưng mà mình không quen thôi. Parkour mình gọi là parkour tầm trung thôi. Tôi bảo anh em rồi, tôi parkour tầm trung thôi, có phải pro đâu, có phải dân chuyên parkour đâu. Parkour kiểu chơi đâu vui ơi. Hey, chỉ biết về cái cơ bản kiểu bám hai tường này. Đấy, bám hai tường này nhá, thì lên đường. Bám một tường kiểu này thì chịu này. Bám một tường kiểu này thì chịu nhá, chịu. Hai tường thì ok. Đó, hai tường thì ok nhá. Đấy, nhưng mà một tường là không biết đâu, chịu các bạn ạ. À, ôi chết rồi, sao bị kẹt cái gì nhỉ. Hoặc là bám kiểu bật tường ý, kiểu nhảy 5 ô bật tường thì được, nhưng mà 6 ô thì chịu nhá.
5 ô cho bật tường được. Ủa chỗ này có vẻ căng nhỉ. Lên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2. Ui cao phết nhở. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4. Ui lên rồi sao bị chặn kiểu gì nhở. Nhìn kiểu vô lý nhở. Ồ, quả đấy mình lên trên rồi đấy. Mà tự nhiên mình một cái thế lực nào để xuống sao ấy. Ôi mỏ tay quá. Ủa ôi này, ôi chó mặt quá. Hey. Ủa, cao thế. Ui lên được rồi mà chết cay thế nhở. Thôi xin phép các bạn ơi. Chết tôi rồi. Ôi trời ơi, thôi cao phết đấy các bạn. Ơ mà nhìn bên này có cao đâu nhở. Bên này cảm giác không cao mà sao mình nhảy như kiểu nó kiểu phải mấy chục ô ấy nhở. Ủa trên này còn bị vướng như thế nào sao tự nhiên rơi quả quái cay tức sự. Lên đến trên cùng rồi còn bị rơi các bạn ạ. Ủa đây là đường tắt à? Chắc đây là đường tắt đúng không hay đường gì đấy. Lừa các bạn ạ. Chỗ đấy là lừa hay sao ấy. À mình nhảy vòng qua bên này. À bên này nhảy vòng qua đây này, hình như thế nè. À làm mình cứ tưởng cái gì. Ok map này cũng gọi là tầm trung bình khó đấy. Chỗ này lên. Ui dồi ôi mấy ô đây. What the hell. Ôi từ chỗ này là phải đi xuống mới được nhá. Ui dồi ôi chỗ này là phải đi xuống các bạn ạ. Đây này đẹp đứng đây này. Ôi không được. Ôi chỗ này là 3 ô rưỡi đấy. Đây là 3 ô rưỡi các bạn ạ. Ơ ui căng đấy. Chỗ này 3 ô rưỡi. Map này là tầm khoảng trung bình khó rồi nhá. Không có chia đường đâu. Đoạn này không thể có chia đường này. Đấy các bạn sẽ đi ăn gà nhá. Bạn nào mà không biết nhảy 3 ô rưỡi ăn gà đấy. Chỗ này là tính là 3 ô rưỡi. Đó 4 ô mà lùi xuống. 4 ô nhưng mà chỗ này thấp hơn 1 ô thì là 3 ô rưỡi nhá. Khoảng cách thì là 4 ô nhưng mà do thấp hơn 1 xuống. Đấy kiểu như là ô cao nó thấp không thì nó tính là 3 ô rưỡi. Ê 3 ô rưỡi nhảy được. 3 ô rưỡi thì mình vẫn nhảy được. Nhưng mà 4 ô thì hên xui nhá. 4 ô thì hên xui các bạn ạ. À, map này là trung bình khó đấy. Không phải là dễ đâu. Ông nào mà mới chơi là hoặc là chơi núp là cũng mệt đấy. Là xe các kiểu mà không có chiếc gờ à? Thế nó làm gì. Tưởng có chiếc gờ một máu thì còn khó. Cứ ăn máu ăn bình ơi. Ăn bánh mì ơi. Đấy xong nhảy vòng qua đây này. Xong đi qua đây đúng không nhỉ. Đi có chỗ điểm. Có chỗ. À mình thấy có điểm ăn sao kìa. Thế có ăn sao rồi các bạn. Ôi lên. Nhảy đâu không. Nhảy được đấy. Hey. Ô sờ kê cái gì đấy. À bên này à. Ồ chỗ mắt này cũng được. Mắt này chơi cũng được các bạn ạ. Mặc dù màu trắng nhưng mà cảm giác là không bị nhạt nhá. Cái mắt này ấy, được cái là chủ map là thay đổi kết cấu parkour liên tục cho nên là mình cảm thấy nó không bị nhàm chán. Mặc dù chỉ có đúng một màu thôi nhưng mà mỗi lần parkour kiểu xem một cái hình nó khác nhau hết đấy. Cảm giác trông nó ok đâu. Kiểu cái cách parkour nó không bị thẳng đều quá. Đây đây có mê cung các thứ này. Cảm giác nó không bị nhàm chán, nó hay. Đấy chỉ yếu tố quan trọng đấy. Chứ không phải là cứ kiểu tô màu các thứ vào đâu là ok đâu. Ủa nhầm đường à, chết dở đường nào nhỉ. Đường cua đâu này. Lại quay chỗ cua à. Sao đường này cảm giác mình lừa nhỉ. Sao mình cảm giác cái mê cung này nó không có lối thoát hay sao ấy. Để tôi check lại xem bên này có đường đi tắt không. Ok rồi nhá. Đường bên này mình đi chưa ấy nhỉ. Đường bên này đi rồi này, kẹt này. Bên này đi chưa ấy nhỉ. À đây ok. Đi đây đúng không. À thắng rồi nè, rồi. Nói chung là map này chơi cũng được các bạn ạ. Cũng không để đối nào đâu. Phải đọc lại ID map nha. ID map là 949-6663. ID này là chứng tỏ chơi cũng khá là lâu rồi này. ID đầu 9 mà là có 7 số là đúng không nhỉ, đúng không nhỉ. Thằng của mình là 2735. À đâu, ID này là mới chứ. À đâu, của mình là ID 8 số rồi. Bạn này ID 9, 7 số. Tức là chơi trước mình đây. Chơi trước mình khá là lâu đấy. Bạn này còn chơi trước cả mình cơ. Mình chơi ở tầm khoảng tháng 11 năm 2018. Thì chắc là bạn này phải chơi tầm khoảng tháng tháng 7 hay tháng 8 gì đấy. Các bạn đã chơi cũng lâu rồi đấy. Tầm khoảng tháng 7, tháng 8, 2018 mà chơi cũng tầm khoảng 2 năm rồi. Ok, rồi thì video chắc là xin phép được cái thủ đấy thôi. Hôm nay mặc cái skin mèo trắng chơi parkour màu trắng là cũng hợp lý phết. Chơi cũng khá là ổn các bạn ạ. Rồi thì video xin phép được cái thủ đấy thôi. Các bạn có ý kiến đóng góp gì muốn mẹp béo làm được thích gì nữa thì đừng quên để lại bên dưới quen nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.